Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ ba ngày 28 tháng 4 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Cuộc chiến thuyết âm mưu của Mỹ và Trung Quốc về đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Trong khi cuộc chiến toàn cầu chống đại dịch viêm phổi Vũ Hán vẫn chưa đi vào hồi kết, thì một cuộc chiến khác cũng đang diễn ra và có tính khốc liệt không kém. Đó là cuộc chiến đối chọi nhau bằng thuyết âm mưu về nguồn gốc của virus chết người giữa Mỹ và Trung Quốc này. Giới chức và truyền thông Mỹ liên tục thúc đẩy những thuyết âm mưu cho rằng virus corona bị rò rỉ từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán. Đây là hình ảnh chụp màn hình bản thảo của hai nhà nghiên cứu Trung Quốc cho rằng virus corona chết người có lẽ xuất phát từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán. Người dẫn chương trình của Fox News Tucker Carlson đã trích dẫn một nguồn nghiên cứu nêu trên và khả năng rằng virus corona vô tình thoát ra khỏi một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán. Và nghiên cứu mà Fox News đề cập đến cuộc công bố vào đầu tháng 2 dưới dạng bản thảo của hai nhà nghiên cứu Trung Quốc là Botha và Lê Sao ở Đại học Công nghệ Nam Trung Quốc tại Quảng Châu và không được đồng nghiệp đánh giá. Nó kết luận rằng virus corona chết người có lẽ có nguồn gốc từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán. Nhưng ông Xiao sau đó vài tờ báo khác như Wall Street Journal nói rằng ông đã rút lại nghiên cứu này. Và suy đoán về nguồn gốc có thể dẫn ra được dựa trên các bài nghiên cứu đã được công bố và được đưa trên các trang mạng truyền thông quốc tế, nhưng không được hỗ trợ bởi bằng chứng trực tiếp. Tờ Wall Street Journal dẫn lời ông Shao đã nói như vậy. Jeremy, người dẫn đầu nỗ lực đối phó của Hoa Kỳ trước đại dịch Ebola, đã viết trên trang tweet khi trả lời các báo cáo về rò rỉ tại phòng thí nghiệm tình cờ. Ông viết, khoa học không loại trừ nguồn gốc từ phòng thí nghiệm, nhưng có vẻ điều đó rất khó xảy ra. Các thượng nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa như Tom Cotton và Ted Cruz cũng điều tra và đưa ra một suy đoán. Đây là hình ảnh Cố vấn An ninh Quốc gia Robert O'Brien đề cập đến loại virus corona chủng mới mà Trung Quốc trong bài phát biểu của Quỹ Di sản vào ngày 11 tháng 3 năm 2020 vừa qua. Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Robert O'Brien đã công khai cho rằng bệnh dịch này phát tán từ Trung Quốc, gọi virus là corona là virus Vũ Hán và lại còn cáo buộc Trung Quốc bưng bít thông tin về dịch bệnh bùng phát khiến cho thế giới bị mất 2 tháng. Trước đấy, Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi virus corona là virus Trung Quốc và cả Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cũng sử dụng biệt danh virus Vũ Hán. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng nêu Trung Quốc là lý do gốc rễ khiến Mỹ quyết định không cho công dân các nước tham gia hiệp ước Schengen và tất cả những người không phải là người Mỹ đi qua các nước tham gia hiệp ước này nhập cảnh vào Mỹ. Tờ báo Washington Post cũng đưa tin giữa tháng 4 rằng hai nhà ngoại giao khoa học từ Đại sứ quán Hoa Kỳ đã đến thăm viện virus tại Vũ Hán vào năm 2018 và cảnh báo Washington về sự không an toàn đầy đủ tại phòng thí nghiệm nơi đang tiến hành các nghiên cứu rủi ro về virus corona từ rơi. Từ giác độ thuyết âm mưu thì thuyết đầy được cả hai dùng để đối chọi nhau, được cả hai bên chính trị hóa và công cụ hóa. Không có gì là khó hiểu khi phía Trung Quốc thể hiện thái độ phản đối mạnh mẽ, nhưng phía Trung Quốc đồng thời cũng gây bất ngờ khi công khai đề cập đến khả năng quân đội Mỹ đã đưa virus corona vào Trung Quốc để gây nên dịch bệnh này ở Trung Quốc. Đây là hình ảnh chụp màn hình dòng tweet của ông Triệu Lập Kiên chia sẻ một bài báo nói rằng virus có nguồn gốc từ Mỹ. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên đã nhiều lần cổ suý mà không có bằng chứng cho ý tưởng theo đó nói COVID-19 có thể có nguồn gốc từ Mỹ. Hôm 12 tháng 3 năm 2020, ông Triệu nói trong một tweet rằng có thể chính quân đội Hoa Kỳ đã mang virus đến Vũ Hán. Một ngày sau đó, ông tweet một bài báo của trang web Global Places với tiêu đề bằng chứng nữa cho thấy virus có nguồn gốc từ Mỹ và kêu gọi người đọc và chia sẻ nó. Bài báo này sau đó đã bị xóa đi. Và nhật báo Hoàn Cầu Thời báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc lập lại suy nghĩ của ông Triệu Lập Kiên, trong khi nhấn mạnh là nhà ngoại giao này đưa ra tuyên bố trong tư cách cá nhân. Nhận xét ông đã gây ra được tiếng vang với những nghi vấn tương tự được đưa ra bởi công chúng ở Trung Quốc, tờ báo này đã viết. Và các tuyên bố của ông Triệu cũng đã được khuếch đại bởi một số sứ quán và người dùng của phương tiện truyền thông mạng xã hội Trung Quốc tại nhiều khu vực khác nhau trên thế giới. Và được thành lập vào năm 2001 tại Canada, Global Research là một trang web của Trung tâm Nghiên cứu Toàn cầu. Theo Politics Fact, một trang web kiểm tra thực tế độc lập có trụ sở ở Hoa Kỳ, Global Research đã đưa ra các thuyết âm mưu chuyên sâu về các chủ đề như ngày 9 tháng 11, vaccine và tình trạng nóng ấm toàn cầu. Đây là hình ảnh hai binh sĩ đứng gác tại cổng chính của Fort Bragg, Maryland, nơi đặt Viện Nghiên cứu Y học Truyền nhiễm Quân đội Hoa Kỳ.
Bài báo mà ông Triệu tweet được chấp bút bởi cây bút thường xuyên là Larry, người nhắc lại kết quả từ bài viết trước đó của ông, hiện đã bị xóa bài báo này, rằng virus không bắt nguồn từ Trung Quốc. Nhưng nghiên cứu và bài báo của Trung Quốc trên tạp chí khoa học mà ông trích dẫn không thực sự đặt câu hỏi Trung Quốc có phải là nơi bùng phát của virus corona hay không. Thay vào đó, họ chỉ đề xuất rằng cụ thể chợ hải sản tươi sống ở Vũ Hán có thể không phải là nơi khởi phát dịch bệnh này. Và ông Romnoff cũng tuyên bố rằng các nhà khoa học ở Nhật Bản và Đài Loan đã xác định rằng virus corona mới có thể có nguồn gốc từ Mỹ. Nhưng kết luận dường như được dựa trên một tường trình vào hồi tháng 2 của truyền hình Nhật Bản mà giờ đây đã bị lật tẩy, và tuyên bố của ông giáo sư ngành dược chuyển thành chính trị gia từ một đảng thân Bắc Kinh trên truyền hình Đài Loan, mà ông Romnoff đã miêu tả sai là nhà virus học hàng đầu khi đề cập đến ông này lần đầu tiên. Và ông Romanov cũng tuyên bố mà không có bằng chứng chứng minh rằng phòng thí nghiệm mầm bệnh của quân đội Hoa Kỳ tại Fort Ridge, Maryland là có thể có nguồn gốc của virus. Ông nói thêm rằng điều này sẽ không gây ngạc nhiên vì cơ sở này đã đóng cửa hoàn toàn vào năm ngoái do không có biện pháp bảo vệ để ngăn chặn rò rỉ mầm bệnh. Và trên thực tế, như tờ báo New York Times đưa tin vào thời điểm đó, cơ sở này không phải là ngừng hoạt động mà chỉ tạm dừng hoạt động nghiên cứu. Và một phát ngôn viên cho biết không có rò rỉ tài liệu nguy hiểm nào bên ngoài phòng thí nghiệm. Bản thân lý lịch của các tác giả Romanov cũng là một vấn đề gây tranh cãi và có vẻ như mang một màu sắc rất Trung Quốc. Đây là hình ảnh một loạt các bài viết của Larry Romanov trên trang Global Research mà phần lớn liên quan đến đại dịch COVID-19 và Trung Quốc. Ông Romanov tự nhận mình là nhà tư vấn quản lý và kinh doanh đã nghỉ hưu và là giáo sư thỉnh giảng tại Đại học Phúc Đán của Thượng Hải, trình bày nghiên cứu về các vấn đề quốc tế cho các lớp ABM cao cấp. Theo tờ báo Wall Street Journal, giới chức hai chương trình MBA của trường đại học không biết gì về ông Romanov cả. Và đài phát thanh và tiếng nói BBC tại London cũng đã yêu cầu Đại học Phúc Đán xác nhận liệu ông Romanov có bất kỳ liên quan nào tới nhà trường như một giáo sư thỉnh giảng hay không, nhưng chưa nhận được phản hồi. Là người viết bài thường xuyên cho Global Research, hầu hết các bài viết của ông Romanov có vẻ chỉ trích Mỹ và ủng hộ Trung Quốc, bao gồm một bài báo trong đó ông mô tả cuộc biểu tình của sinh viên ở quảng trường Tiananmen năm 1989 là một cuộc cách mạng màu do người Mỹ xúi bẩy. Và trong một số tuyên bố đáng nghi ngờ khác, ông nói với một postcard trong một tháng này rằng trong giai đoạn đầu của dịch bệnh COVID-19 mang tính đặc thù Trung Quốc và không lây nhiễm cho những ai có nguồn gốc và chủng tộc khác. Đài BBC News đã tiếp cận ông Romanov để yêu cầu bình luận nhưng chưa nhận được phản hồi. Và trong thực chất, cuộc chơi này với thuyết âm mưu đối với cả Mỹ và Trung Quốc đều là chuyện dùng đối ngoại để đối nội, làm găng trong quan hệ song phương để trước hết trang trải nhu cầu đối nội. Đây là hình ảnh có rất nhiều đồn đoán về nguồn gốc của virus corona chủng mới tràn ngập trên mạng trong thời gian qua. Trong thời gian đầu, chính phủ Mỹ dường như đã chủ quan khi cho rằng dịch bệnh không thể lây lan sang Mỹ và hoành hành được ở Mỹ cũng như các nước Mỹ có khả năng ứng phó rất hữu hiệu. Để rồi sau đó, chỉ trong thời gian rất ngắn, chính phủ Mỹ đã phải nhanh chóng đưa ra các biện pháp đối phó quyết liệt khi siêu cường này đã trở thành người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch. Và thuyết âm mưu được sử dụng nhằm tác động đối nội là trấn an tinh thần dân chúng ở Mỹ, làm dư luận Mỹ quan tâm để ý nhiều đến trách nhiệm của Trung Quốc hơn là tới những bất cập và hạn chế trong ứng phó dịch bệnh ở Mỹ. Hơn nữa, các cách ứng phó của Mỹ đối với dịch bệnh này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tái đắc cử của ông Tổng thống Mỹ Donald Trump hiện nay trong cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới của nước Mỹ. Còn Trung Quốc phản ứng lại Mỹ rất mạnh và bất ngờ như thế nào, không chỉ đơn thuần để bảo tồn thể diện quốc gia theo kiểu ăn miếng trả miếng, mà còn để bảo vệ sự tồn vong của Đảng Cộng sản Trung Quốc như chiếc ghế của lãnh đạo Tập Cận Bình chẳng hạn. Và thuyết âm mưu đặt lại tên cho virus Vũ Hán nằm trong cả một chiến dịch do Bắc Kinh tung ra nhằm phủ nhận trách nhiệm của Trung Quốc trong việc để xảy ra đại dịch viêm phổi Vũ Hán đang gây tăng tóc khắp hành tinh, đồng thời lái dư luận theo hướng có lợi cho Đảng Cộng sản Trung Quốc. Và hiện nay, ông Tập Cận Bình đang bị những người chỉ trích đòi hỏi phải từ chức do đã xử lý một cách tệ hại đại dịch virus corona xuất phát từ Vũ Hán. Những phát biểu bất mãn vốn hiếm thấy ở Trung Quốc vì nguy cơ bị trừng phạt đang ngày càng tăng lên, gây áp lực lớn với Chủ tịch Tập Cận Bình và Đảng Cộng sản Trung Quốc. Sự phẫn nộ lan rộng cho công dân Trung Quốc trước tình trạng thiếu minh bạch, giấu giếm thông tin khi nạn dịch virus corona nổ ra đã thổi bùng sự bất mãn ngấm ngầm lâu nay khi Tập Cận Bình xóa bỏ giới hạn không được tại vị quá hai nhiệm kỳ trong Đại hội Đảng thứ 19 vào tháng 10 năm 2017. Và cái chết của bác sĩ Lý Văn Lượng và càng làm người dân thêm giận dữ, một số nhân vật nổi tiếng kể cả các quan chức đảng hoặc đảng viên bình thường
và có ít nhất là một cựu thành viên trong số 350 ủy viên trung ương đầy quyền lực đã thẳng thừng đả kích ông Tập Cận Bình và chính sách của Hoàng đế đỏ. Các chỉ trích nhắm vào việc đảng này càng ngày càng tăng cường kiểm soát và tập trung quyền lực, việc siết chặt giám sát thể hiện qua ngân sách an ninh hàng năm đều tăng lên kể từ năm 2013, trùng hợp với thời điểm Tập Cận Bình lên làm Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch Quân ủy Trung ương và Chủ tịch nước. Bên cạnh đó, việc theo dõi người dân trở nên phổ biến thông qua hệ thống camera giám sát, công nghệ nhận dạng, định vị và trí tuệ nhân tạo. Và cuộc chiến về thuyết âm mưu về nguồn gốc của đại dịch thế kỷ này giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ còn cam go với những đòn đáp trả thẳng thừng từ mỗi bên, nhất là trong thời đại công nghệ thông tin toàn cầu kết nối với nhau bằng Internet. Một thông tin đến bất kỳ điểm, ai và bất kỳ ở đâu sẽ đến với cộng đồng với hàng tỷ người dùng rất nhanh chóng. Nhưng có vẻ như trong cuộc chiến này, phần lợi thế đang nghiêng về phía Mỹ khi sự thật không thể chối cãi là dịch bệnh viêm phổi phát hán ở Vũ Hán xuất phát từ Trung Quốc rồi lây lan ra toàn cầu cùng với những sai lầm liên tiếp của chính quyền Trung Quốc ngay từ những bệnh nhân đầu tiên được phát hiện. Đằng sau những sai lầm là một chuỗi những lời nói dối của các quan chức Đảng Cộng sản Bắc Kinh dẫn đến sự bùng nổ của đại dịch trên toàn thế giới và đưa đến cái chết cho hàng trăm ngàn người với hàng triệu người bị lây nhiễm mà trong đó có cả Việt Nam. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo.de ngày hôm nay thứ ba ngày 28 tháng 4 năm 2020 với bản tin Cuộc chiến thuyết âm mưu Mỹ-Trung về đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.